các bạn có biết làm thế nào để dùng 10.000 đồng để mua được một cái thẻ cào điện thoại 100.000 không nhưng mà 10.000 nó vẫn còn hãy xem video này nhé điều kiện là bạn phải có một cái smartphone chạy Android hoặc iOS không chấp nhận Windows Phone hai là bạn phải có một cái tài khoản Vietcombank OCB hoặc VPBank ba là phải nhanh tay và làm đúng thứ tự các bước sau Truy cập App Store hoặc là Google Play để tải ứng dụng Momo về máy, sau đó bạn sẽ đăng ký một cái tài khoản. Cái bước đăng ký này thì rất dễ thôi, bạn chỉ cần nhập số điện thoại và bắt password là xong. Ok, bây giờ qua bước tiếp theo. Bước 2, nhập mã khuyến mãi. Bạn chỉ cần truy cập vào Momo, click vào menu phía bên trái và chọn menu khuyến mãi, sau đó nhập vào mã khuyến mãi 0983737311. OK. Như vậy là bạn đã xác nhận được khuyến mãi. Bước 3 liên kết tài khoản ngân hàng với Momo. Rồi đăng nhập vào Vietcombank online, xong vào tiện ích gia tăng, đăng ký dịch vụ. Bước này thì nó có loại ví là Momo có sẵn rồi. Bước này có mấy giây thôi. Bạn chỉ cần nhập cái mã kiểm tra nó vào, sau đó thì nó sẽ gửi cái mã tới điện thoại của bạn đó. Rồi bạn nhập cái mã điện thoại vô để xác nhận Bước 4 là bước cuối cùng, bạn truy cập vào ứng dụng Momo và nạp 10.000 đồng vào tài khoản của bạn từ Vietcombank hay là ngân hàng nào đó của bạn. Sau đó thì bạn sẽ có 10.000 đồng trong tài khoản cộng thêm một cái thẻ khuyến mãi 100.000 đồng. Bạn dùng cái thẻ khuyến mãi này để mua thẻ điện thoại. Và lưu ý là mua 100.000 nhé, đừng mua 10.000 hay là giá trị thấp hơn bạn sẽ vẫn mất 100.000.